Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em rút tiền về con web nhận 5 token có cái hiệu là MXV, là dự án là từ Momo Swap nha tất cả anh em. Đây thì có làm iDrop, có những dự án thì tự động nó về, còn có những dự án tự động nó mắc mình điền form. Còn có dự án làm không về luôn nha tất cả các bạn. Đây thì các bạn lấy chiếc phần liên form của mình. Rồi các bạn điền lại username. Cái username Telegram các bạn chatbot đó nha các bạn. Còn nào không biết thì vào setting ghi vào cộng anh 1133. Rồi các bạn lít cái phần link thứ hai của mình các bạn. Các bạn vào trong web shop các bạn, nó ra cái mục này các bạn chụp màn hình lên, chụp màn hình này lại. Rồi các bạn điền lại copy username tại wix nè. Các bạn copy vô đây nè. Rồi các bạn mở trình duyệt Google Chrome của mình ra và cốc gì đó. Rồi các bạn copy cái địa chỉ đó các bạn, mình copy địa chỉ cho link ra mình khai báo. Lưu ý các bạn không gỡ cái giấy nào cho bot thì bạn bị gan địa chỉ đó các bạn. Rồi bạn bấm nút reset nè. Rồi các bạn mở trình duyệt lên nè, bạn bắt vào. Rồi các bạn gửi cho nó một cái tệp các bạn chụp nha các bạn. Rồi các bạn cứ bấm vào chọn từ thiết bị nè. Cho phép nè. Rồi các bạn chờ lót chút nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Mình cũng rất là cảm ơn 500 anh em đã vừa qua vừa bấm chuông đăng ký mình và ủng hộ mình nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn tải anh lên, các bạn bấm nút gỡ nha các bạn. Chương trình nó kêu các bạn hãy kiên nhẫn, chương trình iGroup nó sẽ gỡ về sau nha tất cả các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Đến đây mình cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video mình hôm nay. Giờ hẹn mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.